Bài thực hành tiếp theo, viết chương trình nhập vào từ bàn phím 10 số nguyên. Tính số lượng các phần tử chẵn, trung bình cộng các phần tử chẵn. Số lượng các phần tử lẻ, trung bình cộng các phần tử lẻ. Ví dụ người dùng nhập vào như thế này, một đoạn như thế này. Đếm số lượng số chẵn là bao nhiêu, số lượng số lẻ bao nhiêu. Rồi tính trung bình cộng của từng loại. Để tính được trung bình cộng ấy, thì là chúng ta sẽ lấy tổng chia cho số lượng thì sẽ ra trung bình cộng. Tính trung bình cộng của 4 số chẳng hạn thì lấy tổng 4 số xong rồi chia cho số lượng 4 ấy, thì sẽ ra trung bình cộng của 4 số. Tạo bài mới. Đầu tiên vẫn khai báo thư viện include thư viện stdio.h chương trình chính. Khai báo, đề bài yêu cầu là cũng là 10 số. 10 số nguyên. Như vậy thì chúng ta cũng khai báo một mảng 10 số nguyên. INT mảng 10 phần tử số nguyên này. Sau đó là cũng giống như bài trước, để nhập được dữ liệu cho 10 số nguyên này thì cũng sử dụng vòng lặp for, chứ không biết nhập dữ liệu cho từng cái một thì rất lâu. Sử dụng vòng lặp for để nhập dữ liệu, như vậy cũng khai báo thêm biến y giống như bài trước. Sau đó là viết chương trình thì chúng ta cứ viết lần lượt các ý thôi. Khi mà đề bài có nhiều ý thì cũng viết lần lượt từng ý một. Như vậy bây giờ cứ tạm thời như thế này. Sau đó trong quá trình lập trình nếu mà thấy thiếu biến, cần thêm biến thì có thể quay lại chỗ này để khai báo thêm biến cũng được. Bây giờ lập trình chương trình nhập dữ liệu cho 10 phần tử của mảng này. Thì là bài trước là chúng ta đã quen rồi. Sử dụng vòng lặp for cho cái biến y là biến đóng vai trò là chỉ số xuất phát từ 0 đến 9. Như vậy điều kiện lặp là nhỏ 10 y cộng cộng. Sau đó trong đây là một lệnh print, một lệnh scan để nhập dữ liệu cho từng phần tử của mảng kia, của mảng M1. In là câu thông báo nhập phần tử M mấy. In ra y vào đây. Đặt tài chuyển dạng là phần trăm d ở đây để in ra giá trị của y mà mấy vào đây bằng một lệnh print, một lệnh scan. Đặt tài chuyển dạng cũng là phần trăm d nhập số nguyên. Sau đó là nhập dữ liệu cho MI, chỗ này lấy địa chỉ của MI. Như vậy xong vòng lặp for này là nhập dữ liệu giống như bài trước thôi. Giống như bài nhập dữ liệu của bài này. Nhập mảng 10 phần tử. Bài này cũng như vậy. Như vậy thì bây giờ nếu mà hiểu, tức là hiểu rõ cái ý này rồi thì sau này các bài khác chẳng hạn cũng dùng lại cái ý này thì mình sẽ biết ngay để cách cách để viết như thế nào. Về các bài nó cũng có thể như có nhiều bài nó dùng chung một ý. Và sau khi nhập dữ liệu xong này thì xử lý ý tiếp theo của đề bài. Ý tiếp theo đề bài yêu cầu là đếm số lượng chẵn này và tính trung bình cộng các phần tử chẵn. Như vậy thì nhận thấy là mình sẽ phải khai báo thêm biến. Thêm biến số lượng chẵn, biến trung bình cộng chẵn và cần phải thêm cả cái biến gọi là biến tính tổng chẵn nữa. Bởi vì là muốn tính trung bình cộng thì phải tính tổng. Tính tổng sau đó chia số lượng thì mới ra được cái biến trung bình. Như vậy khai báo số nguyên, số lượng chẵn này, biến tổng chẵn này. Cái biến trung bình cộng chẵn đấy thì nó liên quan đến phép chia, có nghĩa là lấy giá trị tổng chẵn chia cho số lượng chẵn thì chia nó có thể ra phần thập phân, ra số lẻ phần thập phân chứ nó không thể ra chắc chắn là ra số nguyên được. Ví dụ có ba số chẵn chẳng hạn, ba số chẵn cộng lại bằng 8 thì như vậy là mà lấy 8 chia 3 ra trung bình thì nó chắc chắn là nó phải ra số thực rồi. Do đó cái biến trung bình thì mình sẽ không khai báo số nguyên mà khai báo là số thực. Số lượng chẵn, tổng chẵn, số lượng lẻ, tổng lẻ. Rồi còn các biến trung bình thì sẽ phải khai báo số thực float. Float này thì trung bình chẵn, trung bình lẻ. Bây giờ thực hiện các thao tác đếm số lượng và tính tổng chẵn. Đếm số lượng lẻ và tính tổng lẻ. Như vậy bây giờ muốn đếm số lượng thì cần phải kiểm tra từng số một xem nó là số chẵn hay số lẻ. Sau khi nếu mà đúng là nó là số chẵn rồi thì thực hiện là cho cái biến số lượng chẵn này tăng lên một đơn vị để đếm số lượng. Nhưng mà chúng ta cũng không thể viết kiểm tra lần lượt từng biến theo kiểu là viết mỗi một biến, mỗi một cái phần tử của mảng cho một ít như thế này. Cũng giống như bài trước thôi, nếu mà mỗi một phần tử mảng kiểm tra một lần như thế này thì chương trình nó sẽ rất dài.
mỗi một phần tử mạng lại theo một cái if để kiểm tra thì là chương trình dàn. Như vậy chúng ta cũng sử dụng vòng lặp để kiểm tra, đưa cái điều kiện mà mình cần kiểm tra vào trong vòng lặp để cho nó đoạn code đấy nó lặp đi lặp lại, thì chỉ phải viết một lần code như thế thôi. Do đó là cũng sử dụng một vòng lặp for nữa để xét từ đầu mạng đến cuối mạng, sau đó kiểm tra lần lượt từng phần tử một, cũng xét từ đầu mạng đến cuối mạng, có nghĩa là y xuất phát từ 0 đến 9, điều kiện lặp lại là 10 này, y cộng cộng. Bên trong này thực hiện câu lệnh là kiểm tra xem cái phần tử MI ấy, nó là số chẵn hay số lẻ. Kiểm tra thì bằng cách là thực hiện lấy số đó chia cho 2 lấy phần dư. Phần dư bằng 0, có nghĩa là nó chia hết thì nó là số chẵn. Như vậy thì lấy MI này, thực hiện phép toán chia lấy phần dư cho 2. Chia lấy phần dư là ký hiệu là phần trăm này. Xong rồi so sánh kết quả của phép chia này với số 0. Phần dư kết quả phép chia cho 2 lấy phần dư bằng 0, có nghĩa là nó chia hết thì đây là số chẵn. Khi nó là số chẵn rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện câu lệnh là cho cái biến số lượng chẵn này tăng lên một đơn vị, đồng thời là cho cái cộng thêm cái giá trị MI này vào cái biến tổng chẵn. Tổng chẵn trước đấy nó là bao nhiêu này thì bằng chính nó cộng thêm cái giá trị MI này để tính tổng của các phần tử chẵn đấy. Đến đây thì khi thực hiện câu lệnh này thì mình nhận thấy là cái biến số lượng chẵn cộng cộng này, có nghĩa là nó là chính là cái câu lệnh nó bằng cái giá trị trước đó cộng thêm một đơn vị. Biến tổng chẵn này bằng giá trị trước đó của biến tổng chẵn cộng thêm một cái giá trị MI nữa. Như vậy thì bây giờ muốn thực hiện được cái toán này thì cái biến này nó phải có giá trị ban đầu. Chứ nếu mà không có giá trị ban đầu thì nó cộng thêm một thì nó chương trình nó lỗi ngay. Nó có thể nó sẽ chạy không đúng theo ý của người lập trình. Biến này cũng thế. Nếu mà không có giá trị ban đầu thì nó lấy một cái giá trị mà nó ở trong cái vùng nhớ lưu của nó đang lưu cái giá trị nào đó, một cái giá trị bất kỳ nào đó. Xong rồi nó cộng thêm cái này thì nó có thể nó chương trình nó sẽ lỗi không theo ý mình lập trình. Như vậy thì bây giờ muốn thực hiện cái phép toán này này. Một một cái số bằng cái giá trị cũ của nó trước đó cộng thêm một số nữa. Muốn thực hiện được cho chuẩn thì các cái biến này nó phải có giá trị ban đầu. Cụ thể là mình sẽ cho gán giá trị ban đầu cho các cái số biến này này bằng 0 trước khi thực hiện phép toán này thì mới được. Như vậy thì có thể kết hợp ở cái chỗ mình khai báo biến gán giá trị ban đầu cho nó luôn là bằng 0. Tất cả cái này đều ban đầu bằng 0 hết. Số lượng ban đầu bằng 0 hết. Chưa thực hiện đếm, chưa thực hiện tính tổng gì thì tất cả ban đầu bằng 0 hết. Và cái biến toán này trung bình chẵn này cũng mang giá trị là 0. Trung bình lẻ ban đầu cũng mang giá trị là 0. Như vậy thì sau đó mới có thể thực hiện phép toán này được. Còn nếu câu lệnh if này là sai thì else, khi mà nó chia cho 2 lấy dư mà khác 0, khi mà điều kiện là sai này, có nghĩa là nó không chia cho 2 thì nó là số lẻ. Như vậy nếu điều kiện trên sai thì chắc chắn nó là số lẻ rồi, mình không cần phải thêm một cái if gì nữa, thì khi đó nó là số lẻ rồi. Thì trong câu lệnh mình sẽ cho biến số lượng lẻ tăng lên một đơn vị, số lượng lẻ cộng cộng này, sau đó tính tổng lẻ bằng cái giá trị cũ của tổng lẻ, giá trị trước đó của tổng lẻ này cộng thêm cái MI bằng. Và ở đây để ý về phần phép toán này, thì một biến bằng cái giá trị cũ của nó bằng chính nó cộng thêm một cái giá trị nữa. Như vậy thì trong ngôn ngữ lập trình ấy, chúng ta có cái phép toán gọi là phép toán rút gọn. Khi mà một biến bằng chính nó cộng thêm một biến nữa, một giá trị nữa, thì chỗ này có thể viết rút gọn lại thì là viết nhanh hơn, code ngắn gọn hơn thôi. Tức là như thế này, khi mà tổng chẵn bằng chính nó cộng thêm MI thì viết toán tử rút gọn kết hợp lại, tức là nó thành phép toán công bằng tương đương với phép vừa rồi thôi. Tương tự như vậy ở dưới cũng có thể tính như vậy, có thể viết như vậy, tổng lẻ cũng cộng bằng như thế này. Và sau khi kết thúc vòng lặp for này, vòng lặp for này mình xét từ đầu đến cuối mảng rồi và xét điều kiện của từng cái phần tử của mảng như thế này. Khi kết thúc vòng lặp for thì đã được cái biến số lượng chẵn là đếm số lượng của các phần tử chẵn rồi, biến tổng chẵn là tính tổng tất cả các phần tử chẵn rồi. Tương tự như vậy cho số lượng lẻ và tổng lẻ. Như vậy sau khi kết thúc for, mình có giá trị tổng chẵn và giá trị tổng lẻ, giá trị số lượng chẵn và giá trị số lượng lẻ. Sau đó tính trung bình thì sẽ lấy tổng chẵn chia cho số lượng chẵn thì sẽ ra trung bình các phần tử chẵn.
Như vậy cái lệnh tính trung bình đấy mình phải đưa sau cái vòng lặp for này, tức là sau khi vòng lặp for kết thúc thì mới có biến số lượng để mà có thể chia được, mới có giá trị tổng chẵn để mà có thể chia được, chứ không thể đặt ở trong đây được. Nếu mà đặt trong trong này cũng là trong for, trong for thì là nó chưa đếm xong số lượng thì không thể tính trung bình được. Thì như vậy mình phải đặt sau for, vòng for thì nó sẽ bắt đầu ở cái ngoặc này, khi click chuột đến ấy, thì nó sẽ đánh dấu cái đóng ngoặc kết thúc của nó, thì for nó sẽ kết thúc ở đây, thì mình sẽ phải viết sau cái for này có nghĩa là enter xuống dưới cái đóng ngoặc của cái for, viết câu lệnh là tính trung bình chẵn, trung bình chẵn này thì lấy giá trị tổng chẵn chia cho số lượng chẵn. Đến đây ấy, thì lại xuất hiện phép chia. Trong khi học toán trước đây thì cần đặc biệt, khi mà chú ý cần có một chú ý đặc biệt khi thực hiện phép chia, chia cho một cái biến nào đấy thì cái biến đấy phải khác không mới chia được. Ở chỗ này mình thực hiện phép chia này, tổng chẵn chia số lượng chẵn, thì có một trường hợp mà biến số lượng chẵn nó bằng không, đó là trường hợp người dùng nhập vào toàn số lẻ thôi, thì như vậy nếu mà thực hiện phép chia này chương trình nó sẽ lỗi ngay. Do đó để chắc chắn là phép chia có thể thực hiện được thì trước câu lệnh này phải xét điều kiện đã, nếu đưa điều kiện vào đây, nếu số lượng chẵn mà phải khác không thì mới được đưa vào phép chia như thế này, khác không. Thực hiện phép so sánh khác là ký hiệu là chấm than bằng với cạnh nhau như thế này, là so sánh khác, khác không, mở ngoặc nhọn ra đưa câu lệnh nhập vào, khác không thì mới được thực hiện phép chia như thế này. Còn khi nó bằng không thì không thực hiện được phép chia, nhưng mà khi nó bằng không rồi thì cái biến trung bình nó vẫn mang giá trị là không thôi, trung bình các phần tử chẵn thì nó vẫn là không, thì nó cũng chính bằng cái giá trị mặc định rồi, thì mình không cần làm gì. Như vậy thì khi if này thỏa mãn thì thực hiện cái này, còn if sai thì không cần làm gì. Đấy là cái thứ nhất, khi chú ý chia cho mẫu số này thì phải xét mẫu số bằng không hay khác không. Chú ý thứ hai đó là cái biến trung bình chẵn này, nó là số thực float, phải báo là float đây. Còn các biến tổng chẵn này, số lượng chẵn này là số nguyên int. Như vậy học trên lý thuyết ấy, thì có một phần về cái phần dữ liệu ép kiểu dữ liệu. Cần chú ý đến cái này, khi mà thực hiện phép chia giữa hai số nguyên cho nhau, đây là phép chia giữa hai số nguyên, mà thực hiện phép chia là bằng cái ký hiệu này, thì nó sẽ kết quả thu được nó chỉ lấy phần nguyên thôi. Nhưng mà bây giờ mình muốn kết quả thu được là một số thực float như thế này này. Như vậy muốn thực hiện được như thế thì phải ép kiểu dữ liệu. Số này đang là số nguyên này, thì ép kiểu dữ liệu nó sang kiểu số thực, rồi sau đó mới thực hiện phép chia, thì như vậy mới ra kết quả chính xác được. Như vậy bây giờ ép kiểu cái tổng chẵn này sang kiểu số thực float bằng cách là mở ngoặc đơn xong rồi điền float vào đây, sau đó mới đến tổng chẵn phía bên cạnh. Như vậy thì là ép kiểu cái tổng chẵn này, toàn bộ cái này là kiểu số thực rồi, sau đó có thể thực hiện phép chia này thì mình có thể thu được kết quả là chứa cả phần thập phân. Tương tự như vậy cho biến thực hiện tính trung bình lẻ, có thể copy cái này sau đó là sửa chẵn thành lẻ. Tiếp theo là sau khi tính xong thì chúng ta sẽ tiến hành in kết quả ra màn hình. Kết quả ra màn hình thì cần in về số lượng này, số lượng và giá trị trung bình của từng loại, và thực hiện câu lệnh print. Để in ra cho được đẹp thì in ký hiệu xuống dòng đã, số lượng phần tử chẵn là chỗ này sẽ in ra giá trị. Vậy in ra giá trị của cái số lượng chẵn thì mình sẽ phải dùng cái đặc hàm chuyển dạng. Cái biến số lượng chẵn thì nó là số nguyên, như vậy là đặc hàm chuyển dạng nó là phần trăm d này. Sau đó đối số, sau cái đóng ngoặc kép thì đối số cần in ra là số lượng chẵn. Tiếp theo là in ra cái giá trị trung bình chẵn. Trung bình cộng các phần tử chẵn là, thì cái biến trung bình cộng chẵn này thì là số thực, như vậy đặc tả chuyển dạng của nó là phần trăm f. Nhưng mà để thiết lập cho nó, nếu không thiết lập gì thì nó sẽ in ra 6 chữ số thập phân mất. Như vậy bây giờ mình thiết lập in ra 2 chữ số thập phân thôi, giữa phần trăm và f thiết lập là ghi là chấm 2 thì nó sẽ in ra 2 chữ số thập phân. Giá trị này cần in ra là trung bình chẵn này, và làm như vậy cho in số lượng lẻ, số lượng các phần tử lẻ và
trung bình lệ. Trả từ chương trình. Đầu chương trình là nhập dữ liệu cho các phần tử M0 này. Ví dụ nhập như thế này thì số lượng chẵn và số lượng lẻ đều nhau. Thì như vậy chương trình in ra số lượng các phần tử chẵn là 5, trung bình cộng các phần tử chẵn là 4, số lượng các phần tử lẻ là 5, trung bình cộng các phần tử lẻ là 5. Khi mà cộng hai cái loại số lượng này vào nó phải bằng 10. Tổng tất cả các phần tử là có 10 phần tử, số lượng là 10 phần tử. Như vậy chẵn là bao nhiêu thì lẻ là phần còn lại. Tổng của hai số loại số lượng chẵn và loại số lượng lẻ phải là 10. Tính giá trị trung bình thì tùy tùy theo các giá trị đấy. Còn nếu nhập như thế này, số lượng các phần tử chẵn là 5, cũng vẫn là 5, trung bình cộng các phần tử chẵn là 2, số lượng lẻ là 5, trung bình cộng lẻ là 2.6. Ví dụ nhập lệch đi. Đây là các số chẵn, số lẻ, ba số lẻ, ba số chẵn. Vậy chương trình tính ra số lượng các phần tử chẵn là 3, trung bình cộng phần tử chẵn là 4.67, số lượng phần tử lẻ là 7, trung bình cộng lẻ là 1.86. Như vậy là hoạt động đúng theo yêu cầu đề bài. Khi đề bài dài như này thì chúng ta cũng giải quyết lần lượt từng ý một, rồi cuối cùng cũng sẽ xong chương trình thôi.